Galaxy S20 FE vừa ra mắt chưa đầy nửa năm mà đã lộ hết thông tin về Galaxy S21 FE rồi. Không sao, mà thôi cũng kệ. Mới đây thì đã có những thông tin cho rằng là Samsung đã có những động thái chuẩn bị ra mắt thêm một mẫu smartphone mới kế nhiệm Samsung Galaxy S20 FE, chính là chiếc Galaxy S21 FE. Đây là chiếc điện thoại được hứa hẹn sẽ mang nhiều hiệu năng tốt với mức giá hấp dẫn. Trong video này thì mình sẽ tổng hợp lại những điều mà mình đã nghe được về chiếc Galaxy S21 FE nha. Ok, bắt đầu video thôi. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2021, leaker uy tín Event Plus đã phần nào hé lộ đôi nét về thiết kế, một số tính năng sẽ có và đặc biệt là các tuyển chọn màu sắc cực kỳ thu hút trên chiếc Galaxy S21 FE. Chiếc smartphone này được cho rằng là sẽ có ít nhất 4 tuyển chọn màu sắc là đen, nè, tím, nè, xanh và trắng. Cá nhân mình thì thấy các pha màu này có vẻ hơi giống với hai mẫu Galaxy A mới của Samsung là Galaxy A52 và Galaxy A72. Về thiết kế tổng thể thì Galaxy S21 FE sẽ có thiết kế giống với flagship Galaxy S21. Các góc máy được bo tròn mềm mại, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, nè, chắc chắn. Mặt trước của máy sẽ là màn hình phẳng kích thước lớn 6.4 inch, sử dụng tấm nền là Super AMOLED cho góc nhìn rộng, nè, màu sắc rực rỡ và màu đen rất là sâu. Màn hình của máy sẽ sử dụng thiết kế Infinity O với một lỗ đục giữa. Phía trên màn hình sẽ là nơi để chứa camera selfie. Bốn viền màn hình của máy đều được làm mỏng hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Máy sẽ vẫn có khuôn viền kim loại và mặt trước plastic để tối ưu chi phí nhất có thể. Galaxy S21 FE vẫn sử dụng cụm camera quen thuộc nhưng sẽ trồi lên từ mặt lưng thay vì là từ khuôn viền như là trên Galaxy S21 FE. Bên cạnh vẫn là đèn flash và phía trước sẽ là logo Samsung. Theo mình thấy thì đây vẫn là thiết kế rất đẹp ở thời điểm hiện tại, vẫn cực kỳ là sang trọng khi chúng ta cầm máy trên tay. Theo thông tin gọi mới nhất về Samsung Galaxy S21 FE từ WCCFact thì máy sẽ được trang bị con chip cây nhà lá vườn mới nhất hiện nay là Exynos 2100, được sản xuất trên tiến trình 5 nanomet, đi kèm với đó là dung lượng RAM 6GB. Điều làm mình khó hiểu nhất là về cấu hình của Galaxy S21 FE là máy chỉ được trang bị RAM 6GB thôi, thay vì là 8GB trên phiên bản tiền nhiệm. Có lẽ Samsung muốn cắt giảm chi phí để có thể trang bị con chip cao cấp nhưng vẫn có mức giá vừa tốn tiền với người dùng. Ngoài ra thì máy còn có hai tuyển chọn bộ nhớ trong cho người dùng lựa chọn là 128GB và 256GB. Với bộ nhớ trong lớn thì các bạn có thể thoải mái lưu trữ nhiều hình ảnh, video, tài liệu mà không phải lo hết bộ nhớ điện thoại. Việc được trang bị con chip cao cấp thì Galaxy S21 FE hứa hẹn sẽ mang lại một hiệu năng ấn tượng. Máy sẽ đáp ứng tốt cho các bạn với những tác vụ hàng ngày cũng như chơi mượt mà các tựa game hot nhất hiện nay như là Liên Quân Mobile, này PUBG Mobile, Call of Duty với mức cài đặt đồ họa cao. Bên cạnh đó thì Galaxy S21 FE sẽ được hỗ trợ 5G cho tốc độ kết nối Internet nhanh nè. Tốc độ Internet mà 5G mang lại thì các bạn có thể thoải mái xem các nội dung 4K hoặc là tải các file nặng một cách nhanh chóng nhất có thể. Còn về dung lượng pin thì máy cũng sẽ có sự thay đổi nhỏ so với đàn anh, trong khi Galaxy S21 FE có pin 4500mAh thì phiên bản kế nhiệm lần này Samsung sẽ trang bị Galaxy S21 FE với pin lớn hơn một chút là 4580mAh. Sự khác biệt này là cực kỳ nhỏ nhưng nhờ việc được trang bị con chip tiến trình mới tiết kiệm năng lượng hơn nên nhiều khả năng là Galaxy S21 FE vẫn sẽ cho thời lượng sử dụng pin tốt, đáp ứng đủ một ngày cho các bạn sử dụng những tác vụ bình thường nè. Mặc dù là hiện tại chúng ta vẫn chưa có thông tin gì về việc máy sẽ hỗ trợ sạc nhanh, công suất là bao nhiêu, nhưng đã có nhiều rò rỉ về việc Samsung đang sản xuất các bộ sạc 65W nên mình mong là Galaxy S21 FE sẽ là thiết bị đầu tiên hỗ trợ phụ kiện này. Theo thông tin rò rỉ từ TechAdvisor thì màn hình của Galaxy S21 FE sẽ bị cắt giảm so với Galaxy S20 FE, trong khi Galaxy S20 FE có màn hình tần số quét là 120Hz thì với phiên bản kế nhiệm lần này, Samsung chỉ trang bị cho máy màn hình có tần số quét là 60Hz mà thôi. Mặc dù màn hình 60Hz sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm tới trải nghiệm sử dụng cũng như là hiệu năng của máy, nhưng đây sẽ là điều khiến mình khá là hụt hẫng bởi trên những thiết bị Android hiện nay có tần số quét màn hình cao thì nó được coi là một tiêu chuẩn cho một chiếc điện thoại flagship. Tuy nhiên, có lẽ đây là điều mà người dùng cần đánh đổi để có được một chiếc máy có hiệu năng cao cấp nhất của Samsung, nhưng lại có mức giá phải chăng. Dù vậy thì mình cũng hy vọng rằng là Samsung ít nhất sẽ được trang bị cho máy có tần số quét màn hình 90Hz để mang lại trải nghiệm sử dụng hoàn thiện nhất cho bạn và tăng tính cạnh tranh với những sản phẩm khác có trên thị trường. Về thời gian ra mắt thì theo báo cáo ngày 13 tháng 4 năm 2021,
thì Galaxy S21 FE sẽ ra mắt vào khoảng tháng 8 năm 2021. Còn giá bán thì Samsung vẫn sẽ giữ lại mức giá là 700 USD, khoảng là 16,1 triệu đồng cho Galaxy S21 FE. Vì Samsung đã cắt giảm về tần số quét màn hình cũng như là dung lượng RAM trên Galaxy S21 FE thì mình thấy mức giá này khá là hợp lý. Các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ điện thoại này có xứng đáng hot tại thị trường Việt Nam hay không? Hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Đáng Review nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.